Chào mừng quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi cập nhật cái thông tin giá vải buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6. Hiện tại thì mình đang có mặt ở khu vực ngã ba Cầu Chét, Đồng Cốc đây mọi người nhé. Thì mình xin gửi lời chúc đến toàn thể cô dì chú bác và toàn thể mọi người xem video có một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bán vải được giá cao nhé. Thì bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình đi tham khảo giá vải ngày hôm nay buổi sáng. Cu hồng đây thôi. Chênh nhau vải, không có vải. 2 sọt như nhau à? 2 sọt một nhà ấy. Đúng. Mã đẹp nhỉ. Củ trứng đây. Củ trứng. Đông nhá, hôm nay ấy nhờ. Đông người mua. Người bán thì ít. Đấy, mọi người thấy này. Ở đây hôm nay thì tầm này thì buổi sáng sớm thì rất là ít vải, chưa có nhiều vải đâu. Đấy, xe bò bắt đầu mới đến đây mới nhiều này. Ô, cái này vải thiều đây. Vải thiều đây anh. Vải thiều đây bao tiền cân đây anh? 48 à? Đây mọi người đây. Đây là tay đây đấy. À, 48 à, 48. Chơi quả viết mực này như ngày xưa ấy nhỉ. Ngày xưa là mấy nghìn thôi. Ngày xưa là hay viết vào tay ấy. Bao nhiêu cái này ấy? 45 48 48. 48 này. Vâng đây. Vải thiều chính vụ. Ừ, này có ít nào không? Đây là vải ngọt lắm. Vải ngọt đấy. Giá bao nhiêu đấy ạ? 48. Xem những lồ đẹp đẹp này của bác đây, được bao tiền? Được bao tiền bác? Nó trả không? 47 á? 47, cái này là vải Thanh Hà nhé mọi người nhé. Mình sẽ review thì mình nói luôn là cụ thể vải vải thiều chính vụ hoặc là vải u hồng hay thanh hà như nào mình sẽ nói trên video cho mọi người để mọi người phân tích được cái loại vải. Bác bảo trả 40 mấy. Và hôm nay là cũng là ngày đầu tháng, ngày mùng 1. Ngày mùng 1 đây mọi người ạ. Mình cũng xin gửi lời chúc đến các bác và mọi người có một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gia đình hạnh phúc nhé. Vi Bảo được bao nhiêu rồi anh? 5 đồng à? Đấy, đẹp nhá. Năm đồng bán được rồi. Năm mươi k đây mình cái này và chia 50 làm một phát lên giá cao đỉnh lên nào để cho bà con sướng nào về xuống nhà cả chứ mình không có được, miễn sao là dân có sướng vui là được chứ. Cứ phải gì mình phải có đâu. Bắt đầu có vải đấy. Cứ dân có vải bán là ít nhiều cũng vui rồi. Bán được giá cao là tốt rồi. Đấy, đây là lồ vải ngọt này. Lô anh. Cao đấy. Đồ ghê không biết bao tiền.
về thiểu chính vụ. Được bao nhiêu anh? Thanh Hà ấy. Ở đâu? Thanh Hà đâu? Ở Thanh Hà. Thanh Hà. Là 10 không? Không, 34, 52. Chỉ 50 cao nhất thôi. Là 10. Hàng tàu, Việt Nam là 50 đến 50 mà. Hàng tàu nó mới ăn được giá cao đấy. Mãi bên dưới cơ. Chỗ thịt gà ấy, 50. Vâng. Năm mươi k. Bán cho anh. Mua lên được. Đây. Đi lấy cho áo đen này nữa. Đây đây. Kéo ơi, đây nữa. Đấy đấy đấy. 47. Hai người. Tải luôn rồi. Tao mua rồi, người ta khác bỏ. Không mà không làm được việc này là thôi đấy. Cắt chức. Tao mua rồi. Ừ, cắt chức luôn đấy. Bao nhiêu? 6 đồng á. Bây giờ cứ gặp vải là ăn hết rồi này. À. Mua rồi. Chào bác nhá. Đây là mấy chuyến bác? À, nhà mình còn nhiều vải không? À, này nhà mình ở bãi đâu bác? Trên biển à? Ở trên đấy bây giờ không biết là có nhiều cửa cân chưa nhỉ? À, cũng có. 47. 50. 48. 50. 48. Một tám năm mươi. Một tám năm mươi. Chỉ được 48 thôi, mua. Đây là 48 này. Bên dưới, bên dưới. Mãi bên dưới ngã ba xuống tí. Ở miền Nam. Trả 45 à. Thì mua vội rồi. Vâng vâng. Vâng em chào bác nhé. Nay mình bán vải Thanh Hà đây. Người ta vẻ xung quanh hết, bây giờ người ta không có tìm, mới mình không vẻ thì người ta lấy. À vâng. Cái này mình người ta trả bao nhiêu tiền ạ? Người ta trả trên 45. 45 ạ. Vâng, thôi hy vọng là cái giá nó trả nó cao hơn chút nhỉ. Okay. Và cảm ơn bác nhiều nhé. Đấy là một khán giả ở trên kênh video của mình, theo dõi video của mình nên là mới nhận mình ra ngay luôn được. Vải đầy thế này, toàn xoạt đầy đây, không ăn thì đi đâu nữa nhỉ? 50 không bán đi đâu biết. 50 à? Chết. Ồ. Cứ dòng đi này thôi. À. 50 chưa quất. Cái này để vâng. Để một khoảng một tuần nữa đẹp. Nhưng mà bí tiền rồi à, hết tiền đông gạo. Cái này để tầm vài hôm nữa, cái này là vải thiều chính vụ này mọi người nhé. Rồi cao. Này trả 48 rồi. Thật. Đẹp. 50.
Vâng, 50. Đấy. Đấy cái giá này là cũng phấn khởi rồi. Ok nhá yeah, anh. Vâng vâng. Mã đẹp, tươi rói nhờ. Mã này ăn mã nào nữa? Hả? Này á, 60 còn mua cả đêm. Thật. Thật luôn chứ sọt này. Mã xem này, mọi người nhìn xem quả lông lốc của to này. Ở trên kia nó giá bao nhiêu rồi anh? Chưa mới nhà ra. À mới nhà ra. Dạo này tầm này mà mấy ông mất hoa hết rồi hay là sọt vải đẹp long lanh. Vải rộng 15k này. Đây. Cô gái Samsung. Vâng, đúng rồi, cứ thoải mái thôi bác nhỉ. Vâng. Đi anh ơi, em sách cho anh. Không, cầm đây, em mang đây. Bắt đầu số nhiều, nhiều vải đấy. Này xuống đến dưới này đấy. 40. Ê, 40 không à. Có 40. Tí nữa thì vớ quá. 48 hàng ngoài bán thôi. 48 hàng ngoài còn chưa bán thì đợi gì. Đang là xấu hổ nè. Đang là xấu hổ. 49 nhưng mà 48 trên biển 49 à. À hôm đây lại 48. Mấy nay đầu tháng nay được bao nhiêu bác? 50 à? Vâng. Để bác khiêng á. Đấy. Sọt này quá là đỉnh luôn. Người trả 6 đồng thì sọt này hơi tiếc thật. 60. Nhưng mà chưa bán. Nhưng mà bán cái sọt này cũng tiếc 60 nhỉ. Nhìn mã quả to này đẹp này mà. Đều quả không? Được bao nhiêu bác? 37 à? Đấy. Bán được rồi. Vâng. Bán thôi, bây giờ bán thôi. Dạ vâng. Ê, u hồng thì bây giờ ít lắm mọi người, không có nhiều đâu. Hả? À? Thôi. Trên kia giả bao tiền vải này rồi? Hả? 45 này á? À? Vải thiều chính vụ đây. Tận biết biển chở dưới này. Trên đấy có nhiều điểm cân không anh? Không có mấy á? Có gì? À. Đấy, vải ngọt đây này. Giá 45 thì chưa bán. 45. Cho vào đi. Trả hơn đi bác ạ. Trả hơn đi. Buôn sâu cũng được. Chả 47 đây. Không được thì chả hơn. Thật. Đấy. 48 không được. Thật. Rồi bao nhiêu dự án đây? Bao nhiêu? 47. 47.
5 đồng. Cứ mua giá 5 đồng, 6 đồng trở lên cho bà con sao nào. Vâng, bà con bán ngay. Vải xuống, bắt đầu xuống nhiều nhiều này mọi người nhé. À, mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình vẫn là có một cái ước nguyện là nếu mà kênh của mình mà phát triển mạnh thì mình sẽ sau này mình sẽ có cái hướng đi thiện nguyện về những cái khu vực vùng cao ở phía Tây Bắc, những cái hoàn cảnh khó khăn mình sẽ đi hỗ trợ giúp đỡ bà con. Nên là mọi người xem video thì cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực nhé mọi người nhé. Chứng tỏ vẫn là vải về khu này vẫn là tầm này là có nhiều đấy, nhưng mà giá vải thì người thương lái thì cũng không mua được giá cao như bà con mong muốn. Chẳng hạn như các bác thương lái trả khoảng 45-47 thì dân muốn 50 đấy, nó không phù hợp nên là dân cũng chưa muốn bán, nên là vẫn đứng đây đang là xem giá vải tình hình như sao thì mọi người theo dõi hết video của mình nhé. Đấy. Được 50 không bác? 50 không? Không được. Ồ. Sao không trả được bao nhiêu đâu? 45 á. Vải theo chính vụ đây mọi người nhé. Đây là vải theo chính vụ ấy, vải ngọt đấy. Xem. Vũ Hồng 35 à? Chả 35k. Buổi sáng ngày hôm nay mình vẫn chưa quay được cái giá nào mức cao đỉnh mọi người. Người ta trả bác bao tiền rồi? 5 đồng hả? À. 5 đồng bác chưa bán này. Bác ở máy đâu? Bác ở máy đâu? Phú Nhuận à? À, sang tận bên này. Phú Hồng đẹp đấy. Hả? Có cái giá đấy. Phú Hồng nó chỉ bao nhiêu? 4 quay đầu thôi, có đầu 5. Được 4. Hồng đẹp này. Bà 8 á. 8 không bán được chi. Xuống bên dưới. Ui cái lồ này. Cái lồ này anh mua à? Ghê nhỉ. Vải thiều. Đỏ đấy nhờ. Nay là chín đấy. Vải thiều, vải ngọt chính vụ này mọi người. Nhiều nhà mã đỏ lắm rồi nhỉ. Vải thiều ấy. Chứ trên 40 bán nào thì bán thế. 25. Đẹp thôi, nó trắng à. Có bán không? Hàng miền Nam. Bán đòi 42. Ê, có vé có phiếu rồi. Phiếu bao tiền đấy anh? Bao tiền đấy?
anh nói nhỏ quá nên là mình cũng không nghe rõ. Đấy, tầm cái cá này bây giờ vải mới bắt đầu ra nhiều này. Bác này được bao kìa? 50 bán thì bán 47 thì chẳng 50 không bán thì bán 47 á? Bán rồi. 50 không thì bán thì bán 47. Bốn năm bốn sáu rồi. Đấy. Hàng này còn dạ vào còn chưa vào nữa. Vừa năm mươi sáu. Đấy. Gạ mãi ngại rồi. Đây được bao tiền anh? 50. Mã đỏ nha. Vũ hồng ấy. 42. Cái này của bác này người ta trả bao tiền đấy hả? Trả 40 là điên. 40 à? Đây bác ở đâu? Ở Kim Sơn. Kim Sơn à? Năm nay nhà bác được nhiều không? Đủ bán. Đủ bán. Và bác còn có cái xoạt cổ như ngày xưa nhưng mà cải tạo lên một tí này. Đây là vải thiều chính vụ mọi người nhé. Vải ngọt. Đây trả bao tiền đây anh? 5 năm à? À. Chỗ này người ta trả được bao nhiêu? Giá thấp hơn à? À. Mấy thì không biết, em không được quay. Đấy. Mình cứ phải quay trực tiếp thì mình mới đưa thông tin lên sự thật được. Đấy. Mình còn có bằng chứng cho mọi người còn tin tưởng được. Nhiều người cứ viết phiếu vào đấy, viết phiếu ảo đấy là không tốt. Đấy. 551. À. Năm rồi chưa bán. À. Toàn vải muộn cũng ra nhiều này, vải Thanh Hà cũng ra nhiều. Hả? Vải thiều chính vụ đây. Không. Đây vải thiều chính vụ đây. Đang đòi 37 đây. Đấy. 36 á. Vâng. Được bao nhiêu vậy ạ? Trả 3 đồng à? À. Đây xem. 48 lắc đầu à? 48 không đấy, không nói rồi. Thế trả thêm 2 giá nữa. Không xanh đâu. Quay cho
Được phiếu bao nhiêu bác? Năm hai à? Rẻ. Này rẻ. Năm hai. Năm hai k. Được bao nhiêu rồi anh? Năm hai à? Tết thật nhỉ? Đấy. Dân thì cũng muốn được cái giá cao nhưng mà người ta cũng không mua được giá cao mấy cho bà con. Năm hai. Ừ. Tắc ô tô. Này, cái này anh bán bao tiền đây rồi? Người ta trả chưa? Trả rồi. Trả rồi à? À vâng. Thằng này cân được bao tiền anh? phải theo chính vụ đấy. Phải ngọt mà. Lệ thôi à? Bà làm á? Bà làm ca. Được giá cao chưa anh? 50 á? Hôm nay không mua đắt. À. Đây điểm cân Trọng Hồng mọi người nhé. 50k. Bao nhiêu? Cái hàng này là hàng đẹp đấy nhỉ. Đấy. Hàng này chỉ bây giờ chỉ có giá thôi chứ còn không phải chê vải nữa. Đúng rồi. Cái này người ta trả bác bao tiền đây rồi? Trả 55 rồi. Trả 55 rồi à? Ai à. 55. 55 rồi. Đấy. Toàn sọt đẹp đây. Toàn sọt đẹp này mà. Đấy. Thôi chào bác nhá. Đây mình bán bao tiền đây bác? 53. 53. Đấy. Nhà bác có nhiều vải không? Có nhiều. À nhiều. Vâng vâng, bác đi nhá, ô tô đằng sau. Ô à. À, giá hôm nay thì nó tùy theo vải ấy. Đấy. Năm mấy cũng có. Vâng. Nó tùy theo vải. Nhưng mà từ sáng giờ chưa quay được cái mã nào tầm 60. Chưa quay được cái mã nào 60. Có được 55 chưa? 53, 54. 54. Đấy. Đi vải tuyến thế nào? Đi vải bằng thế này nào? Nhưng mà vải này thì như này người ta trả bác bao tiền đây hả? 50 à? 50 thì xem thôi cứ liệu giá vải và liệu vải mình thôi. Vâng. Đây quả to nhá, đẹp. Đẹp đấy. Đấy được bao nhiêu? 50 à? À. Đồ đẹp nhá. Lại giá lại gặp năm hai chưa bán. Năm hai chưa bán. Năm hai không bán thế. Năm hai không bán thế thôi. Hôm nay gặp mấy bác này kêu người thương lái là giá thôi. Thấy bác lại bảo là đầu trên đã trả 52 nhưng mà chưa bán này. Hôm nay người ta trả 48 thì bảo là giả. Được bác. Cùng với sọt anh quay. Vâng, 53. 53 rồi. Bán rồi, 53. Không 45 hả bác? 45 hả? 47 không bán, bán đi bán 45. Hôm nay nhiều các bác là đi bán vải vui thế nhỉ?
À 50. Đây 50. Năm mươi mua được. Thanh à, chín chưa? Đúng rồi, nó cái này chín chín quá. Đúng rồi, cua hồng đây người ta trả bác bao tiền đây rồi? 40 à? À đúng rồi. Cái này thử xuống dưới đoạn nhà A Kim nào. 46 mà. Vâng. Bây giờ xuống nhà A Kim xem nào. Xem được giá được bán. Ui mã tươi nhá. Thật sự luôn. Hôm qua nó mua, hôm nay nó mua qua nhà. Năm 2. Hello anh trai. Trồng vải khu trên nữa anh. Mẹ hàng 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Rồi ok, lên kênh Lục Ngạn YouTube Lục Ngạn quê tôi nhá. Đấy. Thành à, cho ăn mai chưa bán đi bán 50 chịu nhà bà hàng. Phải theo chính vụ. 50 chưa bán. Năm mươi. Năm mốt. Ok, mở hàng thôi. Mở hàng cho nhanh. Không mua nhanh thì không bán nhanh. Phải không lo này nhanh. Đấy, mở hàng đầu tiên đi. Năm mốt. Ở trong kia được bao nhiêu anh? Trong kia ấy. À. 55. 55. Quả to. 55. Vâng. Vâng, 55k. Đang trả 53. 53. 53k. 53 rồi. 53 rồi. Sao lại khó lên xe chứ? Ở trong kia giá 55 nhưng đang trả phiếu 53. Không bán. 53 nhưng mà không bán, mọi người trả phiếu rồi. Vừa lấy trả 50, 53, 53, 55 rồi bây giờ trả 50. Mã sáng nhỉ bác nhỉ. Đấy. Bác này ăn vải ngon đi này nhỉ. Đấy. Nay bán bao nhiêu tiền bác? 53. Đấy. Nhà mình vải đâu bác? Ngay đây đâu. Ngay đây à? Năm nay nhà bác được nhiều không? Từ 2-3 tấn. 2-3 tấn à. Đấy, bác bán cái lô vải 853 này mọi người, mã rất là sáng. Đấy. Bán không? Quyết định bán rồi đấy. Áp tải. Với giá 53 vẫn bán 53. Quả to đây. Bác
Đang trả bao nhiêu bác? Dạ 52 cũng bán. À 52 cũng bán. Năm hai chưa bán. Xem sọt này nó. Ván vải không? Đấy, mọi người nhìn thấy là người mua này đứng đi rất là đông, được người mua, người mua này. Tầm này thì bây giờ cũng ván vải không? Qua bán 62. Đây không có bà mua nào đi mua cả 5 đồng. 5 đồng. Bán đi cho sang cái xe đây. Anh thì kêu. Bà tươi. Tươi giói này. Hơn là anh chịu vào. Anh quay 5 đồng. Hơn là anh chịu vào. Trả 5 đồng rồi nhưng mà không biết được bán không. Đấy. Vẫn đòi phải khoảng tầm 55. Xem ra đây bao nhiêu đây. Bả vải tươi. Đây trả bao nhiêu tiền đây rồi? Hôm nay đâu thế. Hôm nay rẻ rồi. Hôm nay rẻ. Hôm qua bán bao nhiêu? 50. 50. Ôi dồi ôi. 50 vẫn chưa bán. Người mua nhiều đấy nhỉ. Người mua nhiều nhưng mà vẫn hôm nay thì vẫn không mua được cái giá cao như hôm qua mọi người ạ. Người mua rất là nhiều. Cao nhất đi nhỉ. Cho phiếu cao nhất đi nào. 51 đấy. Trên dưới như nhau. Ôi vải này thì trên dưới như nhau rồi. Đấy vải này thì trên dưới như nhau. Đẹp rồi. 51k. Này mọi người. Thế giờ đấy cân được giá bác nhỉ. Vải ngọt ở đây. Ui. Hàng này thì người ta trả bao nhiêu? Bao nhiêu rồi? Trả 36 thôi. À 36. Phải ngọt. Phải ngọt mà. Vẫn tiếc. Ôi lựa vải bán 36k. Xem bác này bao nhiêu ạ? Ai vải đâu, cái vải vải muộn này rất là nặng nhá. Này được bao nhiêu rồi anh? Hả? 48 à? À 48 này vải theo chính vụ nên mọi người nhé. Đấy, năm nay vải như này là so với mọi năm là như này là quá là giá quá là hợp lý rồi. Hy vọng là cái giá cả thì càng ngày nó càng đi lên. Bây giờ này chỗ này bầu vào này. Chết ô. Đấy người được bao nhiêu anh ơi? Không được 6, không được 6 xe giờ. Đấy. Cứ trả giá hợp lý cái nhờ. Năm mươi. Đấy, về
vải đẹp này mà nhỉ. Cái này mã đẹp chưa, nhưng mà trên kia năm mấy không? 56. À trên kia giá 56 cơ. Tiếc ngớ ngẩn thế này. Bí bí tiền thì phải đi bán. Bí bí tiền. Rồi ok nhé mọi người nhé, mình có lẽ mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc video buổi sáng ngày hôm nay. Là mình cập nhật cái thông tin giá vải buổi sáng ngày 6 tháng 6 dương lịch ạ. Tại địa điểm ở khu vực ngã ba Đồng Cốc, tuyến đường quốc lộ 31 cầu Chét Phì Điền nhé mọi người nhé. Mọi người xem video cho mình xin một like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video nhé mọi người nhé. Bây giờ mình xin phép là khép lại video đây và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo lần sau. Xin chào.